sẽ cùng gặp gỡ với báo chí Việt Nam. Sẵn rồi để chào tất cả các anh chị và các anh vị phóng viên, nếu có câu hỏi thì xin vui lòng giơ tay và đặt câu hỏi cho chúng tôi ạ. Chúng tôi sẽ chuyển micro đến cho các phóng viên. Các bạn cùng 해주신 모든 분들 너무 진심으로 감사드립니다. 아, 맞는데 일단 tự không biết các bạn rất là thắc mắc không biết các bạn xem phim của tôi sẽ có cảm giác như thế nào. Tuy nhiên là tôi mong rằng là sau khi xem phim của các bạn sẽ nhận ra rằng là gia đình xung quanh chúng ta, bạn bè, người yêu hay là đồng ta không phải là cái sự tồn tại của họ là sự đương nhiên, và chúng ta hãy biết trân trọng cái niềm vui, niềm hạnh phúc khi chúng ta ở bên họ. Và hy vọng rằng đấy sẽ là truyền sẽ là cái thông điệp còn đọc lại trong lòng các bạn khi các bạn xem phim của chúng tôi, và hãy cổ vũ thật nhiều cho bộ phim của chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Xin được cảm ơn. 이 lý do vì sao mà tôi lại làm bộ phim này đó là bởi vì ở Hàn Quốc có nhân vật thật, có cái hoàn cảnh như thế này, cho nên tôi đã sử dụng cái chất liệu đó để viết nên kịch bản của bộ phim này. Và bộ phim này nói về tình cảm, những cái tình cảm ở trong gia đình của chúng ta rất là ấm áp, và tôi mong rằng khi mà các khán giả Việt Nam xem bộ phim này thì các bạn cũng có thể cảm nhận được cái sự ấm áp đó trong tình cảm gia đình. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.